Tôi sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một vòng tròn trang trí màu đỏ như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Giờ mình sẽ cắt phần cái hình này ra. Đó, mình kẻ ra bốn đường thẳng này. Giờ mình bắt đầu cắt nha. Sau khi mà mình đã cắt xong, giờ mình sẽ dán nó lại như thế này. Đó. Mình sẽ dán tương tự với ba cái còn lại nhé. Mình còn hai cái nữa này. Sau đó mình sẽ gắn nó lại thành cái hình nơ nha. Đó. Giờ mình sẽ gắn lên trên phần vòng đỏ này nhé. Như vậy là mình đã dán xong này. Bây giờ mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu trắng. Mình sẽ làm một cái bông hoa, mình gắn vào cái giữa cái nơ màu xanh này nha. Các bạn sẽ cắt cho mình thành những hình vuông này. Đây. Sau đó các bạn sẽ cắt sợi cho mình.
Mình sẽ dập tu cái phần giấy này lại. Sau đó mình sẽ cắt thành những cái tua tua nha. Mình sẽ cắt hết cái phần giấy này nha. Sau đó rồi mình sẽ quấn nó lại nha. Mình sẽ quấn nó lại thành cái vòng tròn. Để cố định bằng keo nhé. Giờ mình sẽ gắn nó lên cái nơ màu xanh. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc quà một trang trí có hình vòng tròn đỏ và nơ màu xanh như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.